Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Chúng ta cùng đến với video luyện thi học kỳ 1 môn toán lớp 3. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn các em các dạng bài toán mà người ta hay ra trong kỳ thi học kỳ 1 môn toán lớp 3. Thì trong quá trình xem và nghe, có chỗ nào không hiểu, có bài nào không hiểu, các em cứ comment ở bên dưới. Tôi sẽ hỗ trợ các em để giúp các em đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi học kỳ 1 môn toán lớp 3 sắp tới. Thì đầu tiên chúng ta cùng làm bài 1. Bài 1 có nội dung như sau. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là A6, B60, C600. Thì ở đây số 461, số này bao gồm 460 và một đơn vị. Vì vậy chữ số 6 trong số này sẽ có giá trị là 60 hay còn gọi là 60. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo chúng ta làm bài 2. Bài 2 có nội dung như sau. Giá trị của biểu thức 27/3 cộng 45 là A 54, B 55, C là 56. Thì muốn biết đáp án nào là đáp án đúng, chúng ta cần phải tính giá trị của biểu thức. Hai mươi bảy chia 3 cộng 45. Thì chúng ta đã học cách tính giá trị của biểu thức rồi. Biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép chia và phép cộng. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, là chúng ta thực hiện phép chia trước, sau đó được kết quả bao nhiêu chúng ta với cộng với 45. Thì ở đây chúng ta thực hiện phép chia 27/3. 27/3 chúng ta được kết quả là 9. Sau đó chúng ta với thực hiện phép cộng, tức là chúng ta lấy 9 cộng với 45. Thì 9 cộng với 45 chúng ta sẽ được kết quả là 54. 54 là đáp án mà chúng ta cần phải chọn. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo chúng ta làm bài 3. Bài 3 điền số thích hợp. Điền số thích hợp, điền vào chỗ chấm. 3m 8cm bằng bao nhiêu cm? A 38, B 380 và C là 308. Đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ thực hiện việc đổi 3m 8cm bằng bao nhiêu cm. Thì ở đây đơn vị cuối cùng mà chúng ta đổi ra là cm. Vì vậy 8cm chúng ta giữ nguyên. Chúng ta đổi 3m bằng bao nhiêu cm, sau đó chúng ta lấy kết quả vừa đổi được cộng với 8. Chúng ta biết 1m mét đến dm, sau đó mới đến cm, mà hai đơn vị liền kề nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Vì vậy 1m sẽ bằng 100 cm. Do đó 3m sẽ bằng 3 lần của 100, tức là 3 nhân với 100 và bằng 300 cm. Thì ở đây chúng ta có 3m và 8 cm. Vì vậy chúng ta sẽ có 300 cộng với 8 và bằng 308. Như vậy chúng ta có 3m 8cm bằng 308 cm. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo chúng ta làm bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là A2, B3 và C là 4. Thì ở đây chúng ta quan sát hình ABCD, chúng ta chỉ nhìn thấy hình này có hai góc vuông. đó là góc vuông ở đính D và góc vuông ở đính C. Như vậy đáp án đúng chính là đáp án A. Hình ABCD có số góc vuông là 2. Tiếp tục chúng ta làm bài số 5. Bài số 5 có nội dung như sau. 124 nhân với 3 bằng ... số thích hợp điền vào chỗ chấm là A 362, B 372 và C 374. Đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta cần phải thực hiện phép nhân. 124 nhân với 3. Nếu chúng ta thực hiện phép tính nhân với số có 3 chữ số quen rồi thì chúng ta không cần phải đặt tính. Chúng ta sẽ lấy số 3 này nhân lần lượt với các chữ số của số 124 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta có 3 nhân với 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Sau đó 3 nhân 2 là 6, nhớ 1 nữa là 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. Tiếp tục ta có 3 nhân 1 là 3. Rất đơn giản vậy thôi. Thì 124 nhân với 3 bằng 372. Do đó chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án B. Tiếp tục chúng ta làm bài tập, chúng ta làm bài 6. Bài 6 có nội dung như sau. Gấp số 5 lên 4 lần, ta được số A 20, B 25 và C là 30. Thì ở đây nếu gấp số 5 lên 4 lần có nghĩa là chúng ta lấy 5 nhân với 4. 5 nhân với 4 chúng ta được kết quả bằng 20. Như vậy ở đây đáp án A là đáp án đúng. Tiếp theo chúng ta làm bài 7, đặt tính rồi tính. Đầu tiên chúng ta làm câu A là 125 cộng với 238 bằng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta lấy 5 cộng với 8. 5 cộng với 8 chúng ta được kết quả bằng 13. Chúng ta viết 3 nhớ 1. Sau đó chúng ta lấy 2 cộng với 3 bằng 5, nhớ 1 nên là 5 cộng 1 bằng 6, viết 6. Và cuối cùng chúng ta có 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy 125 cộng với 238 bằng 363. Tiếp tục chúng ta thực hiện phép tính 424 trừ 81 bằng bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta cũng thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta lấy 4 trừ 1. 4 trừ 1 bằng 3. Chúng ta viết 3. Tiếp tục chúng ta lấy 2 trừ 8. Thì 2 không trừ được 8. Chúng ta mượn 10. Thì lúc này chúng ta có 12. 12 trừ đi 8 chúng ta được kết quả là 4. Viết 4 nhớ 1. Chúng ta nhớ 1 bởi vì chúng ta đã mượn 10. Tiếp theo, chúng ta lấy 4 trừ đi 1 bởi vì chúng ta nhớ 1 cho nên chúng ta lấy 4 trừ 1 và chúng ta sẽ được kết quả là 3. Như vậy, 424 trừ đi 81 bằng 343. Tiếp theo chúng ta làm câu C. 106 nhân với 8. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy số 8 nhân lần lượt các chữ số của số 106 từ phải sang trái. Đầu tiên là 8 nhân với 6, sau đó là 8 nhân với 0 và cuối cùng là 8 nhân với 1. Thì đầu tiên là 8 nhân với 6 bằng 48. 48 chúng ta viết 8 nhớ 4. Nhớ là viết viết chữ số đằng sau và nhớ chữ số đằng trước. Thì 8 x 6 bằng 48, viết 8 x 4. Sau đó ta có 8 x 0 bằng 0, nhớ 4 nữa là 0 cộng 4 bằng 4, viết 4. Và cuối cùng chúng ta có 8 x 1 là 8. Như vậy 106 nhân với 8 bằng 848. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép chia 486 chia cho 6 bằng bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ở đây số chia là 6, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn là số bị chia một chữ số. Thì lúc này chúng ta có 4, 4 chia cho 6, 4 bé hơn 6 không chia được, vì vậy chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa. Thì lúc này chúng ta có hai chữ số là 48. 48 chia cho 6 chúng ta được kết quả là 8. Sau đó chúng ta lấy 8 nhân ngược lên với số chia là 6, thì chúng ta có 8 x 6 bằng 48, và lấy 48 trừ 48 thì chúng ta được kết quả là 0. Viết 0. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 6 xuống. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy 6 chia 6. 6 chia 6 chúng ta được kết quả là 1. Sau đó lấy số 1 này nhân ngược lên với số chia là 6, thì 1 nhân với 6 bằng 6, và lấy 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy 486 chia cho 6 chúng ta được kết quả bằng 81. Tiếp theo chúng ta làm bài 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc? Thì chúng ta sẽ phân tích và giải bài này như sau. Chúng ta có quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó, tức là 128 mà chia làm 4 phần, chúng ta lấy 1 phần thì đó chính là 1/4. Như vậy An đã đọc được 1/4 số trang đó, tức là đã đọc được 128 chia cho 4. Thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 32 trang. Vậy An đã đọc được 32 trang. Người ta hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc? Thì muốn biết còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc, chúng ta sẽ lấy số trang của quyển truyện là 128 trang trừ đi số trang mà An đã đọc là 32 trang. Thì 128 mà trừ đi 32 thì chúng ta sẽ được kết quả là 96 trang. Như vậy còn 96 trang nữa mà An chưa đọc. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Số trang An đã đọc là 128 trang chia cho 4 và bằng 32 trang. Và chúng ta có số trang An chưa đọc là 128 trừ đi số trang đã đọc là 32, thì chúng ta còn lại là 96 trang mà An chưa đọc. Và chúng ta có đáp số là 96 trang. Tiếp theo chúng ta làm bài 9 tính nhanh. Câu E là 4 nhân với 126 và nhân với 25. Thì ở đây chúng ta có thể làm theo cách thông thường là lấy 4 nhân với 126 được kết quả bao nhiêu chúng ta nhân với 25. Làm như vậy cũng được, nhưng làm như vậy thì nó rất là lâu. Do đó chúng ta sẽ viết lại bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 4 nhân với 25. Tại sao chúng ta lấy 4 nhân với 25? Bởi vì 4 nhân với 25 chúng ta được kết quả là 100. Sau đó lấy 100 nhân với 126 thì sẽ bằng 12600. Làm như vậy rất là nhanh. Được kết quả bao nhiêu chúng ta sẽ nhân với 26, nhân với 126. Thì ở đây 4 nhân với 25 chúng ta được kết quả là 100. Sau đó lấy 100 nhân với 126 thì chúng ta sẽ được kết quả là 12600. 126 này, trăm là 00 này. Như vậy 12600 chính là 12600. Chính kết quả sẽ là 12600. Như vậy chúng ta tính như vậy rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Ở đây câu B chúng ta có mở ngoặc 9 nhân với 8 trừ đi 12, trừ tiếp 5 nhân 12 đóng ngoặc, nhân với mở ngoặc 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 đóng ngoặc. Thì ở đây chúng ta có 9 nhân 8 bằng 72. 72 này, đầu tiên trừ đi 12, tiếp tục lại trừ đi 5 nhân với 12. Như vậy lần thứ nhất số 72 này trừ đi 12, lần thứ hai số 72 trừ tiếp 5 lần 12. Như vậy cả hai lần trừ thì số 72 này trừ đi 6 lần 12. Sau đó bình nhân với mở ngoặc 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và cộng với 5 đóng ngoặc. Thì ở đây chúng ta sẽ có mở ngoặc 72, 6 nhân với 12 bằng 72 đóng ngoặc, nhân tiếp 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng với 5 đóng ngoặc. 72 trừ 72 bằng 0. 0 nhân với 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng với 5. Chúng ta không tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 làm gì cho nó mất công. Vì sao? Bởi vì 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0. Thì ở đây chúng ta có 0 nhân với mở ngoặc 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Thì sau khi thực hiện phép cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu, chúng ta sẽ lấy kết quả là nhân với 0. Như vậy nhân với 0 thì kết quả của nó cũng bằng 0. Cho nên chúng ta không cần phải tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu làm gì. Do đó kết quả cuối cùng của phép tính là bằng 0. Như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.